Xin mến chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở nhà của anh Sự ở huyện Nhà Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay anh Sự có về một số phô mai ha, bonsai nè, hoành to, lực cây, đế một bệ ha, giá thì mềm, rất mong quý vị ủng hộ cho anh Sự ha. Đây, chào anh. Rồi, chào anh Tâm, chào cô chú anh chị em trên miền đất nước. Thì cũng ngày mới chúc cô chú anh chị em trên miền đất nước mình được giữ sức khỏe nè và thành công việc. Thì nay em cũng giao lưu cô chú anh chị em là 20 cây mai phôi tiếp tục ha. Thì cũng mong cô chú anh chị em xem clip ủng hộ cho em ạ. Thì em chân thành cảm ơn cô chú gần xa đã ủng hộ mấy clip vừa qua, em chân thành rất nhiều ạ. Thì phải trả lời em vô mã số 1. Cô chú anh chị em mình nhớ giùm em là cái ngày ha. Nhớ giùm em là cái ngày, tại vì 3 bữa trước em có quay một lô là cũng là số 1, em sợ trùng clip á. Thì nhớ giùm em cái ngày, báo em cái ngày ngày mấy á. Là em vô mã số 1 em, để nhiều khi mua số 1 cái đặt cái mình không biết là cái đặt clip trước. Cho nên em đặt hàng cái ngày này thì em sẽ lộn cây nhầm cây nha. Cô chú anh chị em nhớ giùm em là cái ngày giùm em ha. Gọi vô mã số 1 đầu tiên cô chú. À, kỳ quái luôn. Rồi, và vị trí này là 30 ha. Rồi. Trong này là 33. Rồi, vị trí này 33 mới đúng nha cô chú. Cũ quá chứ cái cũ này. Cũ 54 ha. Rồi. Chiều cam nó lấy là 45. Cây này quá trời quái đế, quái quá nè. Đẹp quá, hoành lớn luôn cô chú. Rồi, giao lưu cô chú anh chị giá là 2 triệu ha. Rồi, 2 triệu. Quá trời đẹp đây. Đấy, đẹp đây, cực kỳ đẹp luôn. 2 triệu. Rồi, mã số 1 xuống cây. Rồi, tiếp tục mã số 2. Cây co lắc cực đẹp đây. Đây, dây cho đo. Cắn cái ghế ha. Cắn cái ghế dưới cho em đo nhỏ vào đây cái nha, em cho đo trong đây cái nha. Và mã số 2 hoành 27 ha. Rồi. Em đo xuống đây cái cho nè, mình tham khảo nó có cái rễ nằm dưới cái cây mình luôn. Vậy đi, 33 ha. Còn xích xuống đây chút thì 33 luôn, ở cũng 33 luôn. Rồi chiều cam nó là 50. Cây giăng lắc đẹp hay cô chú. Đó. Có hai chân trước đây. Đóng hai chân hai bên nha. Đó, thú lắc cây, cây lắc đẹp cô chú. Rồi, mã số 2 giao lô cô chứ giá là 1 triệu 6 ha. Rồi, 1 triệu 6. Đó, 1 triệu 6 cây giăng lắc cực đẹp cho cô chú anh chị mình đây. Rồi xuống đây. Rồi, tiếp tục bonsai luôn, duyên dáng này. Qua xích cái này. Quái. Rồi, mã số 3 ha. Rồi, hoành thân là 28 nha cô chú. Cái cũ cái này là 41 nha, cũ 41. Cái này lớn bầu á, đường kính bầu nó là 54 nha. Quá xích nồi đế này nè. Rồi, chiều cam nó là 41. Đó, mã số 3, một cây đế quái nè cô chú. Cái này thật sự là quái nha. Rồi, cho logo chính giá là 1 triệu 7 ha. Rồi, 1 triệu 7. 1 triệu 7, một cây mai quái nha cô chú. Rồi xuống đây. Rồi tiếp tục mã số 4 nha. Đó, một con thú nha cô chú. Đây con thú này. Rồi hoành thân vị trí này là 30 nha. Đây vị trí này là 30 nha cô chú. Cũ dữ lắm. Cũ mình 48 nè. Không tới 46 nha cô chú. Đây thú lắc đầu luôn ha. Chiều cam nó là 38. Đó chú chị mình tham khảo con thú này đi nha. Đó rất đẹp ha. Bề là bên đây mặt tiền. Cây này phải nó phê nha cô chú. Rồi giao lưu cô chú giá 1 triệu 8 nè. 1 triệu 8 cho em thú nè. Đúng gọi là thú nha cô chú. Quá đẹp luôn. Cúp điện lên quay nè, có điện không được. Rồi tiếp tục mã số 5 ha. Một em con dài. Sang cành đều nè. Rồi một thú dài sọc luôn. Rồi hoành thân giữa chính 29 nha cô chú. Đó, cái cũ em nó là 37 ha. Em đo từ cái chân trước tới cái đuôi em nó là 51 nha. Từ cái cổ nha, em đo từ cái cổ này, cổ thú này xuống tới đuôi nó đi, 51 luôn, cỡ 1. Đó, từ đây xuống đuôi nó 27. Rồi chiều cam lấy 1 mét thôi ha, nó dư 1 mét tính 1 mét thôi. Bị đấy nè. Đó. Thú này quá nha cô chú anh chị mình đây. Rồi, giao lưu cô chú giá là 1 triệu 9 nha. Rồi, 1 triệu 9. 1 triệu 9 cô chú anh chị mình đây. Anh em xem rõ nét những thú này, anh em quay sơ lược tại có thời gian em sợ lâu quá nè, quay sự lượng em mình tham khảo cho kỹ ha. Hoành 25 ha. Rồi. Qua sức cây cũ cái này nè, 44 nha. Cây này quái nha cây nè. Rồi chiều sổ nó là 3, cao nó là 3 tấc 7 ha. Cây này dáng lắc cực đẹp nha cô chú, cho mã số 6 nha. Tham khảo cũ rất đẹp nha nè. Cũ này sấy đẹp ha. Rồi cho logo cho chim giá là 1 triệu rưỡi ha. Thôi, 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi. Chung hàng anh em thì co lắc hàng bonsai chuẩn nha anh em. Rồi xuống cây.
Rồi tiếp tục mã số 7, cây mai quái nha cô chú. Đó. Tham khảo cây mai quái nha. Này mai mới về không nha cô chú. Cái thiên thú đẹp quá đây. Rồi 30 đúng nha cô chú. Quá tại cũ nha. 44 nha. Cây này vẫn đo kiểu sao đây. Vậy đi ha. Đo kéo dài xuống đây đi, 50. Trời thiên thú quá đẹp anh em ơi. Cái số 7, quái thật quái nha, cây này quái luôn. Đó, tham khảo thú này đi, rất quái cô chú. Rồi Zalo cô chú anh chị giá là 2 triệu 2 ha. Rồi, 2 triệu 2 cho mã số 7 nha cô chú. Hàng cây này bón sai lắc lượng rất đẹp ha. Đóng thú đẹp cực kỳ đây nè. Rồi xuống cây luôn. Xuống cây. Rồi, tiếp tục là mã số 8 à. Qua là thú không anh em ơi. Rừng thú luôn. Thú này cũng cũng đỡ thiệt chứ. Rồi, vị trí này là 35 nha cô chú. Rồi vị trí giờ nhớ giùm em vị trí ha. Còn chỗ này là 39 nè. Em đo tổng nhỏ chỗ này nha. Eo chỗ này cái như là 31 ha. Rồi cái này chỗ này tù lù rất đẹp nha cô chú. Chiều cao nó là 243 ha. Đó, thú quá, thú lắc đầu ha. Đây, quay đầu không ha. Co lắc luôn. Nguyên cái bộ đuôi dài sọc rồi. Thú lùn chỗ này đóng đuôi. Rồi, Zalo cô chính giá là 2 triệu 4 ha. Rồi, 2 triệu 2 triệu 4. Hoành thằng to quá trời lớn luôn, có 2 triệu 4 của chú ơi, thú luôn, rất đẹp. Rồi, tiếp tục mã số 9. Rồi, hoành 28 nè. Chỗ này thì lớn hơn, chỗ này 29. Thì kỳ quá. Chiều cao đó là 72 ha. Đây quay quái, chân cẳng đầy đủ, đó, xem chân cẳng dư chân luôn. À, đóng ba chân luôn rồi chú. Thì quá cây. Rồi Zalo cô chính trên giá là 1 triệu 7 50 ha. Rồi 1 triệu 7 50 à, lên xù dữ lắm nè. Cục đó rồi. Rồi một em thú nữa đây. Dài không. Rồi hoành 27 nha cô chú. Rồi cái đuôi nó dài là xuống tới đuôi mình là 30cm ha. Rồi thú mình từ cổ đi ra tới đuôi của mình là 50 dẫn nè. 49 cao nha. Quá phê của chú vậy đây. Rồi Zalo cô chính giá là 1 triệu 6 nha. Một con thú tiếp tục dáng coi lá cực đẹp, ta người ta cành đẹp. Rồi lên cây luôn. Vip ha. Vip con. Đây ngày lâu trước lên mạnh ghê cô chú. Này về trồng luôn ha, khỏi cần để gì nữa hết, cứ về trồng luôn. Rồi em đo vị trí này là 29 nè. Chỗ này là 35 hay cô chú. Còn tổng cái cũ của nó ha, 50 chẳng nè. Quá sức cũ của nó chưa. Đó thân dần cũ nha. Qua 19-20cm. Chiều cao nó 44 nha cô chú. Nhớ em mã số nãy em quên đọc mấy mã số nha cô chú. Mã số 11 ha. Đó tham khảo con thú này đi, rất đẹp nha cô chú. Rồi Zalo cô chính chim giá là 1 triệu 9. 1 triệu 9. Đây này đóng vàng đuôi đẹp nha. Đó để đi mình về mình chơi vàng đuôi nó luôn. Ra khúc đó là vô vàng đuôi luôn. Rồi đo hoành thân nhỏ vào đây là 29 nha cô chú. Nếu vô đây không được nha. Đây nó tầm khoảng 32. Này cây cũ nha chú chú. 55. Mã số 12 nha cô chú anh chị mình ơi. Này là về tầm thoải mái ngon lành nha. Rồi Zalo cô chú chiếm giá 1 triệu 4 thôi. Rồi 1 triệu 4 thôi. Quá sức mã số 12. Rồi tiếp tục mã số 13 ha. Rồi lô này lô mới về nha cô chú. Nãy có mấy cây cũ. Rồi hoành 25 ha. Bệ đế luôn. Bộ đế chỗ này là 46 ha. Chiều cao nó là 44. Rồi Zalo cô chú giá là 1 triệu 3 ha. Rồi 1 triệu 3. 1 triệu 3 quá sức bộ đế. Cây coi lắc cực đẹp cô chú ở đây. Chữ ít luôn. Rất đẹp. Rồi 1 triệu 3 thôi. Rồi cái này cây cũ nữa nha cô chú anh chị mình. Nào cũ em báo cũ cho anh em mình nha. Rồi em đo hoành vị trí này là 29 nha. Vị trí này là 30 chẳng nha. Rồi cũ quá trời cũ. Cây này cũng có sẹo nhỏ nè. Qua có lai rồi nha. 52 cao ha. Đuôi nó là 2 tấc 4. Rồi cái này nó có sẹo chỗ này anh ta ơi.
Đây, cây này cây cũ không có sẹo chỗ này nha. Liền, bình thường không sẽ sao anh cô chú. Rồi giao lưu cô chú trên giá 1.4 triệu luôn ha. 1.4 triệu. Đó, cây hoành thọ ầm luôn cô chú, anh 1.4 triệu thôi. Này về là trồng liền luôn nha cô chú. Đây mai cũ mình tưởng nhúng của đó là về trồng luôn ha. Rồi này mới mới không. Rồi tiếp tục mã số 15. Cô chú anh em nhớ giùm em mã số, em quên rồi, em quên đọc mã số cô chú. Rồi hoành thăng 29 nha cô chú. Chỗ này là 35 ha. Rồi cái này đế nó chặt ngang giữ thiệt chứ. Qua đầu đế của nó là 55 nè. Chiều cao lấy 1 mét thôi, nó hơn 1 mét nè. Này muốn chơi chơi bonsai chơi ha, còn này thấy ta cạnh đều đẹp quá để chơi cao luôn. Cái này quái của đế khủng khiếp luôn. Rồi giao lưu cô chú chim giá 1.9 triệu nè. Rồi, 1.9 triệu. Ừ. Đế khủng luôn. Chơi vô trong. Rồi. Cây này cũng là cây mai cũ nha cô chú. Cũ mình nói cũ. Hoành 25 ha. Cũ thì 33 nè. Đế sổ nó là 2 tấc 3 ha. Chiều cao là 50. Rồi mã số 16 nha cô chú. Rồi giao lưu cô chú chỉ giá là 1.2 triệu thôi ha. À, 1.2 triệu. Đế đẹp lắm nha cô chú. Quá trời. Rồi tiếp tục mã số 17. Rồi này em chưa sửa sạn, chưa cắt luôn nha. Rồi, chưa sửa sạn. Rồi em đo vị trí này là 32 ha. Rồi anh em nhiều vị trí cho chính giữa nè. Chính giữa cây 28 nè. Qua trời cái này bự. Cây đôn cây đẹp chứ. Đây là 40 ha. Cây này thú đẹp nè. 44 cao. Đóng đế đẹp. Đóng đế quái nha cô chú. Cây này cây quái nè. Cây lắc lượng cực đẹp ha. Bon sai thì vô hàng này thì quá phê. Rồi giao lưu cô chú chấm giá là 2.1 triệu ha. Đó, cây đôn cây rất đẹp nha cô chú. Hoành lớn luôn ha. Rồi. Rồi giờ một con thú nha anh em. Đó anh em tham khảo giùm em thú này ha. Này em chưa rửa nha. Mình chỉ trà sơ sơ cho anh em mình tham khảo thú này nha. Quá phê. Quá là phê. Rồi bây giờ em đo cái vị trí này thôi. Còn trong đo không được rồi. Rồi hoành thân vị trí là 24 nè, thì nó tầm đây khoảng là 27 nha. Đây nè, kẹt dây nè. Nó đóng nguyên bộ đế, nguyên cái mông dày nè, cái mông dày ba lớn nè, cứng ngắt nè cho nè, không đo không được ha. Mình sẽ lấy dày. Em đã sẽ đo vòng qua cái chỗ cái cũ này cho em nó đi. Cho nên tham khảo cái cũ dày đi ha. Cái cũ dày em đó là 51 nha cô chú. Đây. 51 ha. Còn cái từ đây qua đây là 20 cm đi ha. Cái mông nó quá trời cái mông của chú ơi. Cái đuôi nó dài tới đây là 24 cm ha. Từ lấy từ cổ này tới cái đuôi luôn là 48. Rồi chiều cao nó là 45 ha. Đó. Thú rất đẹp cô chú. Rồi giao lưu cô chú chị em giá 2.7 triệu con thú này ha. 2.7 triệu. Hoành 24. Lấy hoành 24 chứ bự thôi lấy không được. Rồi cây okay này. Cái này đâu vậy? Cây bán không keo. Rồi vị trí này là 28 nha cô chú. Đóng cái cũ quá gắt rồi. Cũ 43. Đó, cũ hết thân cũ này ha. Rồi để sổ của nó là 2 tấc 8 nha. Chiều cao xuống tới đây nha cô chú, 72. Quá sức nồi đế này. Nó đều gan luôn cô chú ơi, nguyên bộ đế nơm luôn. Rồi, giao lưu cô chú anh chị em giá là 2.3 triệu cái này ha. 2.3 triệu cho mã số 19 nha cô chú. Quá sức cái cũ anh em nào chơi cũ với bộ đế này thì quá khủng ha. Tê luôn. Rồi xuống đây đi. Để xuống đây đi thôi. Chưa đi. Rồi tiếp tục. Này hàng em chưa rửa nha cô chú anh chị mình ơi. Em có mấy cây em chưa rửa kịp em. Rồi được rồi. Cái này quá whip rồi. Đẹp. Quá whip luôn, nhỏ nhỏ nhỏ. Hoành 24 luôn ha. Còn cái cũ em nhớ chỗ này là 56 nha cô chú. Rồi mình đổi tổng đặt của nó nha. Đặt cho nó là 96 nè. Cái này quá trời whip luôn. 20 cm ha. Từ đây xuống tới miếng này 15 cm, cũ nó vuông rất đẹp ha. Chiều số 2 tấc 2. Chiều cao nó là 84 ha. Đó tham khảo cái này từ bộ đế nha cô chú. Hai chân hai bên ha. Hai chân hai bên rất đẹp cái này nha. Cái thế nè. Rồi tay cành xăm tham khảo tay cành đi anh em mình ơi. Quá đẹp tay cành giót đọt ha. Cái này phải nó phê luôn nè. Cái này ngoài quá đẹp lắm.
Rồi Zalo cô chú anh chị em giá là 2 triệu tư ha. Rồi 2 triệu tư. Đó, nhỏ nó có giỏ nha cô chú anh chị mình đây. Quá sức cái này nè. Rồi. Rồi. Rồi thì cũng mong cô chú anh chị em xem clip ủng hộ cho em ha. Em cũng bên em cũng là sát giá của chú. Cô chú nào thấy hợp nhãn cái nào thì gọi alo em cái đó ha. Dạ. Dạ rồi, em cảm ơn rất nhiều ạ. Hẹn cô chú mình clip sau nữa ha. Quý vị đã xem hết video ha. Chúc mong quý vị ủng hộ cho anh Sự. Buổi giờ mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.